Tính đến 18 giờ chiều nay ngày 4 tháng 10, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới và tính cả ngày hôm nay là ngày thứ 32 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 4 tháng 10, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 là 1.096 người, trong đó số ca điều trị khỏi là 1.020 ca, số ca còn đang điều trị là 41 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 16.477 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 718 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.212 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 4.547 người.